Hello anh em đã quay trở lại với channel của mình là Quang Spin và hôm nay mình sẽ chơi một cái tựa game offline mới khá là mới, tên là Hellblade Senua's Sacrifice. Ok, vào game luôn nhá, mình sẽ không giới thiệu gì nhiều bởi vì game này mình chưa chơi bao giờ, mình lâu lắm rồi mình mới chơi game offline. Ok man, let's go. Uầy, nhìn đồ Hello. họa nhìn chất vãi. Who are you? Welcome. You're safe Thề nhìn with đồ họa me. chất cực luôn. I'll be right here, nice and close so I can speak without alerting the Cái game others. này mình đánh giá cao về cái đồ họa. Let me tell you about Senua. Từ từ, để xem mình đã chỉnh max setting chưa ta. Chỉnh mắc lên. Ok. Rồi. Her story has already Đó. come to an end, but now it begins anew. Chỉnh mắc setting lên đẹp cực kỳ luôn. Cứ như là mình đang What's that xem noise? một cái phim hoạt hình It's 3D. breathing. It's breathing. Yeah. He knows Ai she's đây? getting closer. He can feel her coming closer. Who are you? She's getting This is a journey deep into darkness. Hình như cô gái này là bị làm sao ấy, kiểu nó nghe được các tiếng lải nhải bên tai mình. Đấy, they can feel you coming. Họ có thể cảm thấy mình đến. I never told you of the others. You hear them too, right? They've Ban been đầu around bây ever giờ since the là tragedy. giới thiệu. That's not quite Đây là true. màn giới thiệu. Some are old, some are new, but they've changed. I think the darkness changed them, just like it changed her. Can you see them over there? Why isn't she looking? Why aren't you looking? He's in hell high. Look, up ahead. In hell high. You see it too? You promised you could get Yes. It is real after all. She's finally arrived in the land of mist and fog. The place the Northmen call hell. Mình đang đi đến một cái đầm lầy. Ai đó đã bảo mình là quay lại, ở đây không an toàn. Nhưng mà biết sao được, nhân vật nó lựa chọn là đi đến điểm này rồi quay lại, không biết quay lại đâu. Ui, người chết kìa. What the fuck? What the fuck this shit? Sorry anh ạ, mình phải tắt cái này đi đã. But the dead don't always lie still here. This is not a place of rest. You can't do this. Go back. They're going to do that to you. Can you see them? Can you see them? They're going to do that to you. They're watching. Vẫn đang trong màn giới thiệu à? Can you feel them watching? Can you feel them watching? They watching her. Các bạn cảm thấy gì nhỉ? Họ đang nhìn cô ấy. Ai nhìn? Người chết à? Wow.
What is she thinking? I can tell you. She's afraid. Wouldn't you be? You'd think she would get used to it by now after so many years. Đến nơi chưa nhỉ? But the darkness. It just builds onto itself. Đến nơi chưa ta? Lâu quá. Bây giờ mình mới được điều khiển. You might try and ignore it. Turn away. But it's always there, just out of sight. Where you're most vulnerable. It's like it knows that just enough light is all you need to see its suffocating power. They can feel you. Họ có thể cảm thấy. Má chưa dịch xong. Đậu xanh. Mặc dù mình mù tiếng Anh nhưng mà mình rất thích dịch. Bravery only means something to those afraid of death. Said it was fear runs far, far deeper. À, đến nơi rồi. Hé, đến nơi rồi. Hết tiền. Tiếng có vẻ ghê. Ê, đây là game phiêu lưu hay là game kinh dị ấy? Bà này kiểu ngáo ngơ vậy. No one will judge her. No one will ever know. Oh, she heard us. There's no going back. Hình như là con này nó tự nói trong đầu hay sao ấy. Chả thấy nó nói gì cả. Toàn nghe mấy cái tiếng này nhảy ở trong đầu. There's nothing to go back to, and worse to look forward to. Why don't you join us? Maybe you too have a part to play in this story. Mình điều khiển được chưa? À, đây được rồi đây. Cái gì đây? Focus. Tập trung nhìn vào điểm khóa. Tập trung nhìn vào điểm khóa. À đây được rồi. Do not forget my story, Senua. Because your darkness comes from hell and your fate lies there. Các bạn thấy đồ họa game này không? They say the burning of the will take you straight to hell's gate. Nó đẹp hơn cả Outlast 2 nữa. Hey. Follow this path. You must leave the Isles of Orkney across the eastern sea. Oh, trời. Ui. Mình đang lội dưới đầm lầy, bật vãi lệch. What the fuck? Ui, nhiều gió thế. What the fuck? The darkness is coming. Ui, mình đến cái điểm nào đấy mà sao tự nhiên trời tối này? Hunger's for it. Like a pack of wolves on a hunt. But she's not stopping. Ui. Gió to thế. What the fuck? Ui, các bạn nhìn lên trời này. Ui, gió đây. Ok, mình phải tự chạy thôi. Hết gió rồi. Trời ơi, nắng rồi. Ô má. Nãy trời tối mà ta. The land of mist and fog. What the hell? What was it he said?
The river of knives across which lies the halls of hell. Ooh. The place they call Helheim. Nó cầm cái gì nhỉ? Sọ người à? Hay là cái gì đấy? Một cục đá. Em này có vẻ ở hơi dơ. Nhìn kìa. À, bắt đầu nói rồi đấy. Cuối cùng cũng nói rồi. Tưởng bị câm. Senua, Senua là tên của cô gái này thì phải. The source of the darkness is in Helheim. And the goddess Hela holds his soul there. Giờ mình cần mình là người đi tìm một cái gì đó. Bây giờ đi tìm cái gì? Ok, lại được điều khiển tiếp rồi. Trời ơi. À, đồ họa đẹp vãi. Kiểu he's already dead. The bridge to Helheim. Cái các đồ họa của mình cùi bắp như này mà có thể chơi được max setting thì không biết độ những người mà các đồ họa cao thì chơi lại nó thuê như nào nữa. Này các bạn nhìn sóng đánh này. Ôi ôi. The old fool said there was a hidden path up to it. Let's see, shall we? Ui, ở đây toàn xác người ạ. Vãi. Ui. Mé. Toàn xác là xác. Núi cao thế. À, ở kia có một tảng đá. Chắc lại phải nhìn vào đấy để đi qua bài. Đây này. Đó. The Northmen. Rồi. Nine worlds. Ok, nhìn xong. The world of đi men lên đường này. Midgard. Sky gods dwell in Asgard. The gods of earth, harvest, land and sea dwell in Vanaheim. The good elves dwell in Alfheim. The evil ones dwell in Svartalfheim. The mountain giants dwell in Jotunheim. The fire giants dwell in Muspelheim. Niflheim is the world of ice. Mình đi qua cái gì đấy? Ui, ui, rơi xuống mình không biết gì nào. Ok, an toàn rồi. An toàn rồi. Giờ mình để xuống đây à? What's she waiting for? Tí thì dập mặt. Why did she do that? She shouldn't have done it. She can't go back now. No, this is it. The hidden path. Có cái gì ở đây không? Cái gì đây? Một cánh cổng. Chữ M to đùng. Cái gì đấy? Oan hồn ở đâu ấy? Ui trời tối luôn này. What the fuck? Nếu như là mình nghe tiếng con ma đó lần vượt quanh đây. Ma đấy là Dorot. Nếu như là người quen. Không biết người quen người lạ. Liar. An old fool. Rồi rồi cười, úi rồi cười. It's good to see you again. You kept your vow. Nghĩ giờ mình tự nói trong đầu để giao tiếp cả ông ấy. I will tell you my stories of hell if I may walk with you. Okay. Tell me your stories again, old friend. I'm listening. The runes seal the gates to hell. Có một cả câu chuyện ở đằng sau cánh cửa này. Xem à, mình có mở cửa được, mở được cửa không nhỉ? Nãy mình nhìn rồi. Mở được cửa không? Ui. Má, không mở được à? Thế bây giờ phải làm sao? À,
À đây, mình thấy một cái bóng nó khá là giống chữ M. Nhìn vào đây đúng không? Không phải. The fuck? Đấy, thấy một chữ M, thấy như là nhìn tiếp vào cái chữ M ở cái bóng kia kìa. Đấy, để có thể mở cánh cửa. Đây đúng không? Chuẩn luôn. Easy. Là cánh cửa màu xanh. Chắc mình có thể mở được ra. Có cái gì đó đằng sau này. Đằng sau là cái này là cái gì đây? Mở được rồi. Hay quá, mở được rồi. I spent 6 years enslaved in hell. But I watched them. Leo lên, leo lên. Learned their ways. I know you did. You listen? Leo cầu thang. When everyone else cao laughed. Quá. À đây, điểm này, điểm này. Ui, xét đánh. What the fuck? Carrying chưa gì trời đã mưa nãy. Thấy trời, trời nắng mà. Together we will make the Northmen feel our fury. Ui, ui, rơi xuống chắc nát đầu luôn. Từ từ, bình tĩnh, tự tin, không cay cú. Another voice joins us. She once tried to make them go away. Okay, what about? They weren't real. But what was that? When we are always here. Lại phải đi qua cái này á. I guess it's the same with heights. Game này là game giả lập giữ thăng bằng à? You can stand on the edge. Pretend it's going to be okay. But you know that death is near. Đừng có ngã, đừng ngã, please, đừng ngã. Waiting for you to make that little slip. Oh shit. Okay, qua được rồi. Qua được rồi. Easy. Ở đây lại một cái tảng đá. Mình lại phải nhìn vào đây. The world of the dead is ruled by the giantess Hela. Cứ cái nào mà mình nhìn vào chuyển sang màu xanh là mình có thể đi qua. Bad on her mother's side and yet much worse on her father's. Có thể đi qua đây không? So, as a child, được thì thôi. The Allfather cast her down into Helheim and gave her power over those who die of sickness, age, hardship, and self-slaughter. In all of the nine worlds, only Hela can resurrect the dead. Có cái gì không? À, lại to Hela, your Dillion was sacrificed, and with her you must bargain. Ui, khu rừng à? À đâu? Chẳng biết chỗ này ở chỗ nào luôn. Lại có một cánh cửa to đùng. Cánh cửa quay lại. Mình có thể mở nó. Is that the face of Hela herself? The half-rotten goddess that rules over Helheim. Mở được không ta? Whatever horrors lie behind that door, she must find it. Mẹ, không mở được. Cửa to quá. Vừa to vừa nặng nữa. Gì vậy? Có gì đó ở đây à? What the fuck? Có ai đó ở đây mới đúng. Someone here. Hey, hey, hey. Bóng tối. Ui, đằng sau cánh cửa có cái khói khói gì màu đen kìa. Ui. Trả người đó lại, không biết là trả ai lại. Ui, 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 tay kìa. What the fuck? Ui.
Hình như là người con này bị ngấm cái gì đó độc hại phải. Nhìn cái tay kìa. Ôi lại còn người gì nữa kia. Quái vật. Ai chà. Chém mày luôn. Chết chưa. You're close. Ui dò. Úi trò. Chém. Bây giờ đau. Bình tĩnh. Đi ra. Ui, lại một con nữa. Chém chọc luôn. Mày. Chết chưa. Ây à. Ui. Làm sao để đỡ. Sao tôi đỡ. Từ từ Messi. Để mình xem nút đỡ nút nào. Làm sao đỡ ta. À... làm sao để đỡ. Mình né được chiêu à. What the fuck. Ôi. What the fuck? Ơ mình chết à? Ôi tay đen xì rồi kìa. Ờ mình chết chưa? Phải chơi lại à? What the fuck? A vision of what's to come. Oh? Poor Senua. Ờ, mình có người chị sinh đôi à? Does not reason. What the fuck? It is rocked. And now it has taken hold. Như là mình bị giết ở đây, quan hồn mình quay lại đây để trả thù. The seat of the soul. Until there is nothing left of her. Ôi, gãi. Ôi, gãi. All of her suffering will have been for nothing. It's just a matter of time. Chuẩn mẹ luôn. Mình bị giết ở đây. Oan hồn mình đang vất vưởng quay lại đây. Giờ sao? The hardest battles are fought in the mind. That is what Dillian taught her. Ui, hóa ra là sọ người ạ. Chứ không phải là cục đá mà lúc đầu mình bảo. Nhìn giống hóa thạch sọ người quá. Nhìn mặt. But for now at least she still has control of her mind. And she will fulfill her vow, whatever the cost. Giờ mình làm gì tiếp theo nhỉ? Listen to me, Senua. The goddess Hela lies behind the gate to Helheim. To open the gate, you must first face the gods that guard it. The god of fire, Surt, and the god of illusion, Valravn. Spill their blood. Ở đây có mấy cánh cửa liền. Không biết là mình phải đi cánh cửa nào. Mình phải đi cánh cửa nào đây? Cái này trước hả? It won't open. How will she get through? Why won't it open? Why can't she open it? She needs to challenge. Mình phải đi cánh cửa này trước đúng không? To fight two gods first. Two gods, two gates. To open the gate, you must first face không the phải. God that guarded. Cánh cửa khác. The god of fire. Phải đi cánh cửa khác. Surt. And the god of illusion, Valravn. Phải cửa này không? Spill their blood to open the gate to Helheim,
and Valhalla, the land of the dead, ancestor of the seers and master of realms. He hunts his prey with his powers of illusion and feasts on their remains. Ui, ui đằng sau mình kìa. Follow the path to Valravan and defeat him. Chắc là lại bị hoang tưởng rồi. The gate to Helheim cannot be opened without. Chưa làm gì mà cửa tự động mở kìa. Ok, đi thôi. Đi thôi, đi thôi. Ok, và tập thứ nhất của mình sẽ tạm dừng tại đây. Và nếu các bạn thích tập này thì đừng quên để lại một like, một đăng ký, một chia sẻ để ủng hộ trong kênh của mình nhé. Và nếu các bạn thích cái game này mà muốn mình làm tập tiếp theo thì các bạn hãy comment ở dưới nhé. Ok, và hẹn gặp lại anh em trong các video sau. Bye bye.